Hai lúa xin chào các bạn. Chúng ta cùng giao lưu tại vườn cảnh của Úc Sĩ. Cuốn video lần này thì mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một số các tác phẩm tương đối là hoàn thiện tại vườn cảnh của Úc Sĩ. Hình ảnh đầu tiên mà Hai lúa muốn chia sẻ đến các bạn là một cây lộc vừng dáng đổ. Cây này thì tầm trung khoảng 2 người B. Hiện giờ thì cây đang cho bông. Còn mấy ngày nữa là kết thúc năm 2022. Thì chắc có lẽ cây lộc vừng này sẽ trổ bông đúng vào dịp Tết dương lịch. Giờ cây cho bông khá là nhiều. Mặc dù thời tiết năm nay lạnh muộn so với miền Trung, nhưng mà cây phát triển cũng như là cho lộc tác phẩm này khoảng hơn một năm nữa thì cây thành phẩm thì này có thể nói là xuất sắc. Nhìn góc nào cũng đẹp. Hiện giờ thì nhà vườn cũng còn đang nuôi nên là phần đế nó chưa lộ ra hết. Tác phẩm thứ hai, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Đây là cụm rừng dúi được trồng trên một cái khay và phối những viên đá khá là xuất sắc đối với cái cụm rừng dúi này. Giờ thì nhà vườn có rất là nhiều phao đẹp. Thời gian tới sẽ dây sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn, chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái phao dúi độc lạ cũng như là đầy tiềm năng tại vườn cảnh của Úc Sĩ. Tiếp theo là một tác phẩm
hoa giấy. Này giấy Mỹ phải không Dũng ơi? Giấy thường. Cây nó có phần thân khá là đặc biệt mà được trồng trên một chiếc chậu cũng đa chất nghệ thuật. Chậu này không biết là do Úc Sĩ hay là Vũ Khiêm Thanh Dũng tổ tóp em ơi. Thấy có phần hơi khớp lại với nhau những chiếc chậu khác. Đường đi uốn lượn. Tiếp theo là một phô dúi có phần thân cực dị. Cây này đang nuôi nhưng mà hiện giờ Úc Sĩ đang phối thêm ít cỡ xung quanh cây nữa. Cây này hứa hẹn sau này sẽ trở thành một siêu phẩm này. Nếu các bạn nào mà thường theo dõi kênh của Di Hay Lúa Vlog thì hẹn các bạn hai năm sau thì phô dú này trở thành một kiệt tác. Do điều kiện góc quay của nhà vườn nó hư vì hẹp nên là Hay Lúa cũng sẽ cố gắng truyền tải đến các bạn những cái hình ảnh rõ nét nhất của một số tác phẩm đầy tiềm năng tại vườn cảnh của Úc Sĩ. Góc này nhìn mới thấy cái độ nghệ thuật của phô dú này. Quá đẹp. Nếu anh em nào thích giao lưu phôi thì liên hệ với nghệ nhân Úc Sĩ hoặc là Facebook Sĩ Tấn. Chắc cũng lần đầu tiên chứ em chưa gặp. Quá đẹp. Thank you.